Hello mọi người biết món này món gì không? Món này là món bún xào, mà bún là bún mặn nha. Hôm nay thì mệt trong người, bệnh sốt tà le hết, tùm lum hết, nhưng mà cố gắng ăn để cho mẹ cá tiên vui. Cá tiên ha, rồi mời mọi người ăn nha. Ngày mai không biết có xuống với qua dưới nổi hay không đây. Mày gán được các tiền đi học hai tiền ha. Thì mai các mẹ các tiền cũng đi làm, ba các tiền phải đi làm người ơi, cảm mà ai cũng phải cảm thôi. Nhưng mà mọi người ra đường nhớ là uống nhiều nước vô nha, nghe mọi người. Ngon quá mẹ các tiền, mặc áo ấm luôn vô. Wow, rau hả? Đây, hẹn gặp lại mọi người sau nha. Tối nay cắt tiền ăn xong rồi học bài cho ba nha. Hello mọi người, mẹ cắt tiền mới vừa mua một cây chả cho ba cắt tiền. Ba cắt tiền bệnh mà ba cắt tiền thèm tùm lum tùm la hết trơn. Sao bệnh mà sao giống có bầu ấy? Sao bệnh giống có bầu với ông trời. Không ghé quá vậy. Trời ơi, coi 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 chả ngon không, mày đi cắt ba nè, ra một tí luôn nè. Tiên ăn không nè, cầm giùm ba gì nữa đó. Bánh Ngon vậy. Mình chết à? Ăn cái nào, ăn cái thôi. Ăn đi con. Tao ăn cái à. Nãy sớm mới nói chị ba nó ăn cái này nè, nhiều nó mua. Ở đây chị ba nó. Cái bàn Cái cái. ba đó. Rồi, mời mọi người ăn cùng nha, bánh này ngon lắm mọi người. Bệnh mà thèm đồ tùm lum mà mọi người, mới cắt cái chả ra ăn nè. Hồng trắng bút cho ăn luôn nè. Chả là không bọt không, qua chả không bọt không rồi. Nó bệnh đó, có thèm gì ăn đó mọi người. Hèn cũng có đơn giản hơn nha. Tôi ăn luôn. Ăn không? Có bị sắc ra không? Bắn sắc sợ đúng đầu không? Ăn không? Thấm ăn không? Gà gì? Ngon. Bảy luôn rồi. Bắn trên đang quay á. Mới bệnh mà ăn cái đó vô chi. Đây, thằng Khúc. Mẹ có tiền làm muốn mua tiêu nó ăn rồi. Rồi, xong luôn. Đuối như trái chuối rồi, mọi người ơi. Hôm nay ốp nha mọi người. Dưỡng sức. Lớp nào sổ chân, lớp nào cảm, đủ thứ. Thời tiết thay đổi mọi người ơi. Hôm nay thì chắc có lẽ thì không có cập nhật video nhiều cho mọi người xem được. Chúc mọi người ngày mới tốt lành nha. Và ăn cháo thôi, ai rồi cũng phải từng trải như thế này đúng không? Rồi, xin chào mọi người nha. Màn hai cánh hai nữa. Ngày hôm nay thì phải cho nó thật khỏe mọi người ơi, ăn uống thuốc vô cho nó khỏe khoắn để ngày mai tiếp tục công việc.
tại vì cận Tết rồi, nhiều việc nó giải quyết lắm. Nhưng cái thứ hai nữa là phải sức khỏe để mà lo cho các tiên, phụ mẹ các tiên nữa, công việc gia đình nữa, cho nên là mình là người đàn ông trụ cột mà mệt mỏi, không làm được gì cũng bực bội bứt rứt lắm. Đến lúc này thì mình mới nhớ được những lúc mà mình không bị bệnh đó, mình cứ vô tư, mình không có chú tâm tới sức khỏe như ăn uống, không có điều độ. Thứ nhất là ăn cơm trễ nè ha. Tại sao mà anh em mỗi lần mà đi chung với nhau mà tính mình khi mà đó bụng hay cáo hay cạo hay quạo là vậy, phải lo cái sức khỏe trước. Tới khi đau ốm rồi mình gấp mấy lần như vậy. Cái thứ hai nữa là cái gì? Khi mà ốm đau rồi những cái xe này nè, mình không uống là cam đâu nè. Những cái đồ ăn thức uống mình ăn cứ vô tư, mình ăn không nghĩ tới cái hậu quả khi mình ốm đau. Những có những thứ rất là đơn giản cũng rẻ nó, mình không có uống, không có ăn đó mọi người. Đó. Nước đá cũng hạn chế luôn rồi. Giờ bệnh đau họng, mệt mỏi, sốt tùm lum hết. Còn ở đây là cháo. Cháo mẹ cắt tiền hồi đêm hôm bỏ gạo bình thủy nấu nha mọi người. Sáng thì bà cắt tiền cho thịt xoay vào. Còn có lần thuốc uống là ổn rồi đó mọi người. Ai cũng phải trải qua cái khúc bệnh sốt cảm này thôi. Mà cận Tết rồi, thật sự mà nói thì nó rất là mệt. Vậy mà hôm qua cũng cố gắng đi xuống dưới thắp hương cho mộ cậu Năm nữa mọi người, cũng như là quay video nữa. Giờ thì ăn không mọi người ơi, chút xíu thì uống thuốc nghỉ ngơi rồi chiều đi đón các tiên. Hôm nay chắc không làm video nhiều nữa đó mọi người rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào chiều nay. Tiếp tục là ăn bún với chả. Mà này quốc này quốc một chảo luôn nha mọi người. Trời ơi, mẹ cắt tiên. Có ai mà bệnh mà chịu ăn như vậy không mọi người? Mẹ cắt tiên đi về rồi. Nguyên một buổi tối rồi tới sáng hôm sau, tới trưa rồi tới đầu giờ chiều ha. Bà cắt tiền ăn không rồi mọi người. Người theo dõi từ lúc mà cái video này mà diễn ra cái drama bệnh của bà cắt tiền ha. Rồi ăn có sức khỏe để mau hết bệnh nha mọi người. Khủng khiếp ăn luôn. Bệnh mà ăn được thì khỏe nha mọi người ha. Bây giờ thì kính mời mọi người ăn cùng với ba cắt tiên, ăn xong rồi khoảng nghỉ ngơi xíu rồi đi đón cắt tiên về mọi người ơi. Hello, xin chào mọi người nha. Bây giờ thì chiều mọi người ơi, đi đón cắt tiên đi học về mọi người ơi. Sức khỏe cũng đã ổn rồi, cũng khỏe chút xíu rồi. Thì chiều nay thì chắc có lẽ thì không có làm video nhiều, làm một cái video để gửi đến mọi người thôi. Bây giờ mọi người theo chân em đi đón cắt tiên đi học về ha. Bây giờ đã tới trường học rồi mọi người. Giờ đã cắt tiên đi về mọi người. Hello mọi người. Sau khi đón cắt tiên về thì ăn cơm nước xong mọi người ơi. Thì ba cắt tiên thấy trong người cũng khỏe khỏe rồi, hồi phục công lực rồi. Chiều mát ha, nấu ấm nước sôi pha bình trà uống. Ăn ngon miệng thấy ngon làm sao. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Chúc mọi người buổi tối ăn cơm ngon miệng nha. Ngày mai sẽ quay những video cho mọi người xem.